Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hay tôi đang đứng ở đây là trên con đường Văn Cao. Đường Văn Cao thì là nối giữa đường Lạc Long Quân với lại đường Hoàng Hoa Thám. Thì là cái chung cư kia. Đây là chung cư Vũng Tàu Melody đấy quý vị nhá. Đấy. Đây là đường Văn Cao. Thì Văn Cao là nhạc sĩ, là một nhà thơ, rồi là ông còn là một họa sĩ nữa. Rất là tài ba. Ông đã sáng tác lên nhạc phẩm Tiến Quân Ca, và nhà nước mình đã lấy làm bản quốc ca Việt Nam vậy. Thì ngoài bản Tiến Quân Ca, nhạc sĩ Văn Cao còn sáng tác rất nhiều các cái bản nhạc rất là nổi tiếng và theo phong cách trữ tình, như là Suối Mơ, Thiên Thai, Gọi, vân vân. Rồi là có bài Mùa Xuân Đầu Tiên, Ngày Mùa, vân vân. Sơ bộ quý vị biết nhạc sĩ Văn Cao như thế nào. Ông quê gốc ở Hải Phòng vậy đó. Thì đây là phía bên tay phải của tôi á, chính là khu Á Châu nhé. Chạy thẳng ra là đường Lạc Long Quân. Thì khu Á Châu này, giới thiệu quý vị này, thì tôi có một cái căn biệt thự bán ở đây. Đấy, nhà khu này thì cực kỳ đẹp. Nếu như căn biệt thự thì là 260 m², hơn 260, xấp xỉ 270 m² thì là căn góc đang chào bán 23 tỷ. Còn trên mặt đường Văn Cao này, tôi có một căn nhà bán cũng vô cùng hợp lý luôn, là 5x23, xây một trệt 2 lầu, thiết kế theo phong cách hiện đại, đang chào bán là 10 tỷ rưỡi nhé. 10 tỷ rưỡi trên đường Văn Cao này. Từ chỗ này mà ra bãi sau thì rất là gần quý vị ạ. Còn trên khu Á Châu này thì tôi có cái nhà ống diện tích là 91 m², người ta cũng đã chào bán là 9 tỷ 7 rồi. Mà nhà Văn Cao kia thì 5x23 ấy thì giá có 10 tỷ 7 thôi, thì là giá cũng quá tốt rồi. Đây, những cái khu này là khu nhà liên kế này, nhà ống này. Còn phía bên tay phải tôi là khu biệt thự này. Ở đây thì tập trung rất nhiều nhà nghỉ, nhà nghỉ mini, khách sạn đó. Đây nhiều nhà nghỉ. Đây, Phan Anh này, Phương Anh này, Hoài Ân này, vân vân. Nhà nghỉ khu này rất là nhiều. Đây là các cái đường nội bộ, gọi là đường bào sen. Đất ở đây thì rất là đắt. Không biết là đây cái chỗ lô góc này bán bao tiền, nhưng mà chắc cũng phải 60-70 triệu m². Đấy là đất biệt thự. Còn đâu đất nhà ống ở đây thì cũng khoảng 100 triệu. 100 triệu/m. 100 triệu nếu như mà ở trên cái đường, đây gọi là đường Phan Huy Chú, thì giá còn cao hơn. Thì trên mặt tiền đường Phan Huy Chú này, tôi cũng đang có mấy căn nhà nghỉ đang chào bán. Nói chung thì giá nó cũng khoảng cỡ 15 tỷ. Đây là có cái hồ này. Đây đường Phan Huy Chú đây. Đấy, rất nhiều nhà nghỉ ở đây. Để thẳng ra kia chính là đường Hoàng Hoa Thám quý vị nhé. Thì sơ bộ cho quý vị biết là cái khu vực này như thế nào. Đấy, khu vực Á Châu, đây gọi là khu Á Châu. Tên người ta là, lúc trước là người ta gọi là lấy tên theo dự án vậy. Dự án Á Châu của UDEC. Đó, là lịch sử là vậy. Thì khu này ấy, nếu như quý vị nào mua nhà nghỉ đấy, thì hầu hết là nó không có bìa hồng đâu, toàn bìa đất thôi. Đấy, nói trước với quý vị đấy, nhiều người ở xa đến là cứ đòi hỏi phải có mua nhà nghỉ nhưng cứ đòi hỏi phải có bìa hồng, thì ở đây không thể có được, bởi vì đất dự án đây người ta chỉ cho xây một trệt 2 lầu thôi, nhưng mà anh xây tới 5-6 lầu thì không thể nào cấp được bìa hồng nhà được. Đó. Đấy, đây toàn nhà cao cao như thế này thì lấy đâu ra bìa hồng được. Đấy, cao thế kia đó. Mà trong khi theo quy định thì chỉ xây khoảng một trệt một nửng 2 lầu thôi, mà xây cao như vậy thì làm gì có bìa hồng được, đúng không ạ? Đấy, thì sơ bộ quý vị biết cái đây là đường Phan Huy Chú, thì là nối thẳng giữa Hoàng Hoa Thám với lại đường Phan Chu Trinh. Đấy, chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh ở đề Thám. Đây rất nhiều nhà nghỉ đó quý vị này, đó, An Bình, Anh Quân này, New In này, Gia In này, Hưng Yên này, vân vân, quá trời luôn. Dream Hotel, Queen Garden Hotel, vân vân. Đấy, rất rất nhiều luôn.
Thì quý vị nào mà ở xa đến đây thì cũng có thể là ghé qua khu vực này để nghỉ ngơi, giá cả các thứ nó cũng hợp lý. Đấy, cũng có nhiều khách sạn mới, thì rất là đẹp. Ví dụ như khách sạn kia mới xây xong, thì xây mới thì ai làm cũng đẹp cả, nội thất các thứ rồi đến phong cách kiến trúc đều là sang trọng và hiện đại. Đấy, thì tóm gọn lại, quý vị có nhu cầu mua một cái căn nhà mà ở gần biển này, hoặc là nhà nghỉ mà gần biển này, đây là gần bãi sau quý vị nhé, thì alo cho tôi. Giá thì ở đây là toàn khoảng 10 tỷ thôi, hơn 10 tỷ thôi. Rồi nếu như nhà nghỉ khoảng 15 tỷ, 17 tỷ vân vân, nhiều mức giá khác nhau. Rồi xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.